Dạ, Tuyết Dung xin gửi đến quý thầy cùng giáo quý Phật tử và bà con cô bác lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và liên tục chương trình, Tuyết Dung xin hát tặng quý vị một bài vọng cổ, nhạc của tác giả Trần Long Ẩn và lời vọng cổ của Trần Hiền Phương được mang tên Mừng Tuổi Mẹ. Xin mời quý vị cùng. Là dòng sông bồi đắp phù sa, là dòng sữa nuôi con khôn lớn lên. Mẹ ơi, sao mai tiên ấy quá ngọt thơm 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 thơm.
nào quý vị. Và để liên tục chương trình, Kim Ngân xin gửi đến quý bà con cô bác bài giọng cổ Thương Quá Việt Nam.